các bạn thân mến, chống lão hóa ngay từ sớm là một điều rất tốt. Tuy nhiên, cái hành trình này có thể không mang đến kết quả như mong đợi. Nó không mang đến tác dụng cho da nếu bạn vô tình mắc lỗi và bỏ qua những bước skin care quan trọng. Thì dưới đây chính là bốn cái nguyên nhân phổ biến khiến quy trình chống lão hóa vô tác dụng. Chị em hãy nhận diện ngay và điều chỉnh nhé. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức chăm sóc da của Thủy Mộc Spa. Thủy Mộc ở đây làm những video này để chia sẻ với các bạn kiến thức chăm sóc da khoa học mong muốn mỗi một phụ nữ sẽ luôn tươi đẹp và hạnh phúc. Hôm nay chúng ta cùng đến với 4 nguyên nhân khiến cho quy trình chống lão hóa da trở nên vô tác dụng. Bạn hãy theo dõi và nếu thấy hay hữu ích hãy chia sẻ đến với những người cần đến nó. Thứ nhất là bạn bỏ qua kem chống nắng. Ngay cả khi các cái sản phẩm chống lão hóa bạn bôi rất là hữu dụng, bạn cũng sẽ làm uổng phí hiệu quả của chúng nếu không thoa kem chống nắng hàng ngày. Chị em hãy thoa kem chống nắng có chỉ số tối thiểu là SPF 30 cho mặt cổ và thềm ngực. Bên cạnh đó nhớ thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 tiếng để làn da được bảo vệ trong suốt cả ngày nhé. Thứ hai, đó chính là thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh. Một cái lối sống thiếu lành mạnh cũng có thể khiến cho làn da của bạn lão hóa sớm. Và các cái thói quen tiêu cực đó sẽ bao gồm là hút thuốc lá, uống rượu, lười vận động và ngủ muộn và chế độ ăn uống nghèo nàn không heo thì. Cân bằng cuộc sống với chế độ sinh hoạt lành mạnh không chỉ giúp cho da bạn đẹp lên, trẻ lâu hơn mà còn hữu ích cho sức khỏe, thể chất và tinh thần. Thứ ba, dùng cái thành phần chống lão hóa chưa được kiểm chứng. Khi đi mua sắm đồ, skin care, bạn dễ dàng bị chóa ngợp bởi rất là nhiều thành phần hứa hẹn nhiều giúp trẻ hóa, chống uh, lão hóa cho làn da. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có một vài thành phần nhất định được khoa học kiểm chứng có khả năng chống lão hóa hiệu quả. Thì cái thành phần tốt nhất để trì hoãn tốc độ lão hóa đó chính là retinol. Ngoài ra, một số cái thành phần chống lão hóa đáng lưu tâm khác bao gồm vitamin C làm sáng da, ngăn sự tấn công của gốc tự do. Ceramide bơm căng da củng cố hàng và rào bảo vệ tự nhiên và peptide tăng sinh collagen, AHA, tẩy da chết làm sáng và đẩy nhanh tốc độ tái tạo da. Thứ tư, đó chính là thiếu kiên nhẫn khi skin care. Cái sự kiên trì chính là chìa khóa nếu bạn muốn nhận được kết quả mỹ mãn từ quy trình chống lão hóa. Thì các cái thành phần như là vitamin C, retinol, ceramide, peptide hay AHA, BHA đều đòi hỏi chị em phải chăm chỉ dùng trong một khoảng thời gian dài thì mới nhận được cái sự khác biệt. Thì thông thường thì các chị em sẽ bị lôi kéo vào việc mua hàng tá cái sản phẩm mà chỉ dùng siêng năng trong một vài buổi sau đó là lúc bôi lúc không rồi lại chuyển sang dùng các cái sản phẩm khác khi cái món skin care trước đó không giúp da cải thiện ngay tức khắc, đó là tâm lý chung của chị em phụ nữ chúng ta. Thì bạn thân mến, bạn hãy kiên nhẫn, cái sản phẩm chăm sóc da tốt nhất sẽ là sản phẩm phù hợp, có cái tác dụng từ từ khoảng từ 2 tháng rưỡi trở lên. Thì tất nhiên cái gì nhanh đều không tốt, đúng không nào? Với cái chia sẻ vừa rồi của Thủy Mộc Spa, bạn sẽ làm gì? Hãy chia sẻ dưới phần bình luận cùng Thủy Mộc Spa nhé. Xin thân ái chào các bạn và chúc các bạn luôn luôn có một làn da trẻ đẹp.